Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 4 trang 54. Trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để Thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Bài hôm nay mình sẽ thực hành vẽ hình chữ nhật nhé. Giờ mình sẽ học phần lý thuyết trước. Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4cm và chiều rộng 2cm. Ta có thể vẽ như sau. Trước hết mình sẽ vẽ đoạn thẳng. Mình sẽ dùng cái thước dùng cái thước thẳng của mình để vẽ đoạn thẳng DC là 4cm nhé. Đúng rồi. Sau đó mình sẽ dùng thước AK kê vô đây. Mình sẽ vẽ một đường thẳng vuông góc với là DC tại D. Và mình lấy từ điểm D tới một tới 2cm mình chấm một điểm, đó là điểm A nhé. Sau đó mình sẽ vẽ một đường thẳng vuông góc với DC, dùng thước AK kê vô đây. Vẽ một đường thẳng vuông góc với DC tại điểm C. Và mình đo từ đây tới đây 2cm chấm một điểm, đó là điểm B. Sau đó mình sẽ đổi điểm A với điểm B là mình sẽ được hình chữ nhật là ABCD. Có chiều rộng là có chiều dài là 4cm và chiều rộng là 2cm, đúng không? Như vậy mình nhớ là mình sẽ vẽ hình chữ nhật thì mình sẽ vẽ cạnh DC trước, là mình lấy đúng 4cm. Sau đó mình vẽ một đường thẳng vuông góc với là DC tại điểm D và mình lấy đủ 2cm. Chấm một điểm, đó là điểm này. Sau đó mình sẽ vẽ một đường thẳng vuông góc, dùng thước kê kê vô đây, vẽ một đường thẳng vuông góc với DC tại điểm C và từ C mình lấy lên 2cm, chấm một điểm, đó là điểm B. Cuối cùng nối A với B lại, mình sẽ được là đoạn thẳng, mình sẽ được hình chữ nhật ABCD có chiều dài là 4cm, chiều rộng là 2cm, đúng không? Gần như vậy là mình xong phần lý thuyết về thực hành vẽ hình chữ nhật. Mình sẽ qua tiếp phần bài tập luôn nha. Giờ câu số 1, người ta kêu câu A, người ta kêu mình hãy vẽ hình chữ nhật có chiều dài là 5cm và chiều rộng 3cm. Sau đó người ta kêu câu B thì người ta kêu tính chu vi của hình chữ nhật đó. Giờ tương tự như cái phần lý thuyết thôi, thầy sẽ hướng dẫn các em làm câu số 1A trước nhé. Như vậy là mình sẽ vẽ hình chữ nhật theo cái bước sau. Trước hết mình sẽ dùng cái thước thẳng của mình để vẽ đoạn thẳng DC dài 5cm. Đây mình vẽ. Dùng cái thước thẳng của mình vẽ một đoạn thẳng DC dài 5cm nhé. Tiếp theo mình sẽ dùng cái thước AK mình kê vô một cạnh sẽ trùng với là DC. Còn cạnh góc vuông còn lại thì phải là đường thẳng đứng, thì mình vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại điểm D. Và mình lấy từ điểm D mình lấy lên 3cm, chấm một điểm, đó là điểm A. Giờ sau đó mình vẽ dùng thước AK mình kê vô bên đây cho một cạnh góc vuông trùng với là DC, một cạnh góc vuông còn lại thì mình sẽ dùng cái thước cây viết chì để mình gạch một đường từ trên xuống và mình sẽ lấy từ điểm C lên đúng 3cm, mình chấm một điểm, đó là điểm B. Sau đó mình sẽ nối điểm A với điểm B được thì mình sẽ được hình chữ nhật có chiều dài là 5cm và chiều rộng là 3cm, đúng không? Giờ như vậy là mình đã vẽ xong hình chữ nhật ABCD có chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm. Còn người ta kêu mình vẽ khác, còn đặt tên là đặt tên theo ý của mình thôi hết nhá. Mình đặt ABCD cho dễ. Câu B thì người ta kêu mình tính chu vi của hình chữ nhật đó. Như vậy là mình nhớ chu vi của hình chữ nhật thì tính theo công thức nào? Chính là chiều dài cộng chiều rộng tất cả nhân cho 2, đúng không? Chiều dài ở đây là 5cm. Chiều rộng là 3cm. 5 cộng 3 là 8, nhân cho 2 là 16. Như vậy kết quả chu vi hình chữ nhật sẽ là 16cm nhé. Giờ như vậy là mình xong câu số 1, mình sẽ qua tiếp câu số 2 luôn nha. Giờ mình sẽ qua tiếp câu số 2 luôn nha. Giờ câu số 2, câu A người ta cũng kêu mình vẽ một hình chữ nhật ABCD có chiều dài là 4cm, chiều rộng là BC sẽ là 3cm. Mình sẽ làm như câu số 1 thôi. Rồi câu B người ta hỏi là trong hình chữ nhật ABCD, hai đoạn AC và BD được gọi là hai đường chéo của hình chữ nhật. Hãy dùng thước có vạch chia cm để kiểm tra xem độ dài hai đường chéo AB và BD có bằng nhau hay không. Giờ thầy sẽ hướng dẫn các em làm câu A chính. Như vậy mình cần vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài là 4cm, chiều dài AB là 4cm, chiều rộng BC là 3cm nhé.
Giờ mà thầy sẽ hướng dẫn các em vẽ hình chữ. Như vậy trước hết mình sẽ vẽ theo cái bước sau. Các em có thể vẽ AB trước hoặc là vẽ DC trước đều được hết nhé. Ở câu 1 thì thầy đã hướng dẫn các em vẽ DC trước. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em vẽ AB trước nhé. Trước hết mình sẽ vẽ vẽ đoạn thẳng AB dài là 4 cm nhé. Dùng cái thước thẳng của mình, cái thước kẻ của mình, vẽ một đoạn thẳng AB dài 4 cm. Sau đó dùng cái AK kê vô một cạnh góc vuông trùng với AB và cạnh còn lại thì mình sẽ vẽ từ trên xuống đúng này. Mình kẻ góc kê thước AK góc vuông ngay cái đỉnh A luôn đúng này. Một cạnh góc vuông trùng với AB, cạnh còn lại thì mình sẽ dùng viết chì mình vạch một đường và mình sẽ lấy đúng 3 cm thôi nha. Thì chấm một điểm 3 cm đó chính là điểm D. Sau đó mình sẽ dùng tiếp cái thước AK, mình kê cái góc vuông của thước AK trùng với điểm B, cạnh góc vuông, một cạnh góc vuông trùng với AB, cạnh còn lại thì mình dùng cái bút chì mình vạch một đường đủ 3 cm, chấm một điểm thì đó là điểm C. Sau đó mình sẽ nối được DC với nhau thì mình sẽ được hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB là 4 cm và chiều rộng BC là 3 cm nhé. Giờ tiếp theo câu B. Mình sẽ làm tiếp câu B nhé. Trong hình chữ nhật ABCD, hai đoạn thẳng AC và BD được gọi là hai đường chéo của hình chữ nhật ABCD. Hãy dùng hướng có vạch chia cm kiểm tra xem độ dài hai đường chéo AC và BD có bằng nhau không. Giờ như vậy, sau khi mình vẽ hình xong thì mình sẽ vẽ hai đường chéo là AC và BD. Mình sẽ dùng cái hướng của mình có chia độ cm, mình sẽ đo AC xem bằng bao nhiêu, sau đó mình sẽ đo BD xem bằng bao nhiêu thì mình sẽ biết được là AC và BD có bằng nhau không. Giờ thầy sẽ làm câu B nhé. Như vậy sau khi vẽ hình xong, thầy vẽ hai đường chéo, thầy dùng hai cái hước, dùng cái hước để thầy đo, thì thầy thấy là AC bằng 5 cm và BD cũng bằng 5 cm. Như vậy thầy hãy kết luận là sau khi đo thì ta có là AC bằng BD bằng 5 cm. Vậy là hai đường chéo của hai đường chéo của hình chữ nhật sẽ có độ dài bằng nhau đúng không? Giờ như vậy là mình xong bài giảng hôm nay nha. Nếu các bạn thấy vậy, hãy dành những hiệu bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Helium bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của Helium nhé. Hãy chúc các em học tập tạm biệt các em nhé.